Wow. Xà này chín luôn à em. Cái này chín nè. Cái này chín nè. Để chiều Hương nói ngày mai bẻ ba. Quá trời luôn, chín luôn. Nó thúi trong ruột thúi ra. Nè đây nè, nó thúi mẹ nè. Chiều cái hái. Coi trên tỉnh nó mua mắt đó. Xài các bạn. Trái quá trời luôn. Trái nhỏ. Nhỏ không có nữa. Nó con dĩ chích rồi, thấy không? Chích nó. Đã. Mấy này chín hết rồi. Chiều hái nó. Cái này chuẩn bị chín luôn rồi nè. Lấy cái này dạ, mai, ờ, mai hái. Gì? Quá trời giá luôn. Tại vì dưới nó trái nhiều không? Trái cũng nhiều á. Cây dưới chắc chua quá. Không, bây giờ này lò phải không? Ừ. Thấy sao trái nhỏ hơn đây? Mấy trái này mới nãy có chim ăn luôn, chim ăn rồi. Phải chim ăn luôn á. Trái rồi bạn, trái sắp lụ luôn. Xài trái quá trời luôn. Chưa ai ăn luôn mà. Rất nhiều bạn. Đó có tổ chim luôn rồi. Chín quá rụng mà. Đây, đây nhà đam bạn, giờ không ai tới thì héo luôn bạn. Đây có đây lá lốp nhiều mà. Bạn có xem tin mình nhớ ấn nút đăng ký Liền Sài Gòn các bạn, ủng hộ mình các bạn, cảm ơn bạn nhiều nha. Nó bây giờ xài trái nào mà sắp lụ luôn. Mê mặt